Ban kỷ luật VFF mới đây đã đưa ra hình phạt cho câu lạc bộ Công an Hà Nội ở trận đấu với Sông Lam Nghệ An ở vòng 9 V League. Mới đây, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với một số vi phạm tại các trận đấu vòng 9 V League năm 2023. Theo đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội bị phạt 15 triệu đồng vì không thực hiện ghi hình kỹ thuật trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ngày 26 tháng 5 trên sân vận động Hàng Đẫy. Ở trận này, đội bóng Công an giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ tới từ miền Trung với hai pha làm bàn của Levando và John Clary. Trận đấu này cũng để lại nhiều tranh cãi về công tác trọng tài. Cụ thể, trợ lý Nguyễn Thành Sơn đã không công nhận bàn thắng hợp lệ của Sông Lam Nghệ An khi có pha bắt việt vị không chính thức khiến các cổ động viên và cầu thủ đội khách vô cùng bức xúc. Một đội bóng khác là Mekamex Bình Dương cũng nhận án phạt. Theo đó, đội bóng này nộp phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa câu lạc bộ Mekamex Bình Dương câu lạc bộ Hà Nội ngày 27 tháng 5 trên sân vận động Bình Dương. Sau vòng đấu thứ 9, đại diện của bóng đá thủ đô vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 17 điểm sau 9 vòng đấu. Ở vòng 10, đội bóng Công an tiếp tục ở lại sân Hàng Đẫy để tiếp đón đối thủ Sana Khánh Hòa. Trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ 15 ngày 30 tháng 5. Sau vòng 11, V-League 2023 sẽ tạm nghỉ để đội tuyển Việt Nam tập trung và thi đấu giao hữu trong thời gian FIFA Day tháng 6. Ở vòng 10, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Khánh Hòa trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây là cơ hội để Đoàn Văn Hậu cùng đồng đội có thêm 3 điểm, tiếp tục bám đuổi Thanh Hóa ở cuộc đua vô địch V-League năm 2023.